xin chào các em học sinh. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tuần tiếp theo của môn thể dục lớp 8. Sau đây thầy xin mời tất cả các em bắt đầu buổi học ngày hôm nay. Về nội dung của bài học ngày hôm nay thì chúng ta có bài thể dục học mới từ nhịp 26 đến 35. Về chạy ngắn, chúng ta sẽ tìm hiểu cách đo và đóng bàn đạp, tìm hiểu kỹ thuật xuất phát thấp trong chạy ngắn. Sau đây các em sẽ xem hình ảnh minh họa từ nhịp 26 đến nhịp 35 của bài thể dục. Nhịp 26, nhịp 27, nhịp 28, nhịp 29, nhịp 30, nhịp 31, nhịp 32, nhịp 33, nhịp 34 và nhịp 35. Sau đây thầy sẽ tiến hành phân tích từng nhịp cho các em. Nhịp 26 thì bước chân trái sang ngang, rộng hơn vai, sau đó khuỵu gối, dồn trọng tâm vào chân trái, hai tay đưa ra trước song song, cao ngang vai, bàn tay sắp. Nhịp 27, thu chân trái về với chân phải, hai tay dang ngang, lòng bàn tay sắp. Nhịp 28, chúng ta thực hiện như nhịp 26 nhưng đổi bên. Nhịp 29, thực hiện như nhịp 27 nhưng thu chân phải về. Nhịp 30, đưa hai tay lên cao, lòng bàn tay hướng vào nhau, khiển gót, mắt nhìn theo tay. Nhịp 31, hai tay trên cao đưa xuống thấp và ra sau, đồng thời gập thân. Nhịp 32, bật người lên cao, căng thân, tay chết hình chữ V, lòng bàn tay hướng vào nhau. Nhịp 33, tiếp đất khuỵu gối, hai tay đưa ra trước, song song bàn tay sắp. Nhịp 34, đứng thẳng, hai tay dang ngang, bàn tay sắp. Và nhịp 35, chúng ta trở về tư thế chuẩn bị. Đến với nội dung thứ hai, đó là chạy ngắn, thì đầu tiên các em sẽ tìm hiểu cách đóng bàn đạp trong chạy cự ly ngắn. Các em sẽ quan sát hình ảnh. Các em chú ý cho thầy cách đóng phổ thông. Cách đóng phổ thông thì bàn đạp trước cách vạch xuất phát khoảng một bàn chân hoặc gần hơn. Bàn đạp sau đặt cách bàn đạp trước từ 1 đến 1,5 bàn chân. Cách này tận dụng được sức mạnh của cả hai chân khi xuất phát, giúp người chạy xuất phát nhanh hơn. Về phần kỹ thuật xuất phát thấp thì có 3 lệnh sử dụng trong xuất phát chạy ngắn, đó là vào chỗ, sẵn sàng và chạy. Kỹ thuật thực hiện sau mỗi lệnh như sau. Lệnh vào chỗ: người chạy đứng trước bàn đạp, đặt chân thuận vào bàn đạp phía trước, chân còn lại đặt vào bàn đạp phía sau.
mũi chân chạm vào mặt đường chạy. Sau đó ngồi xuống, người chạy hạ đầu gối chân phía sau xuống mặt đường chạy. Hai tay đặt sát vạch xuất phát, chống trên các ngón tay. Khoảng cách giữa hai tay rộng bằng vai. Khi kết thúc, cơ thể ở tư thế quỳ trên gối chân phía sau, lưng thẳng tự nhiên, đầu thẳng, mắt nhìn về phía trước. Trọng tâm cơ thể cần dồn lên hai tay, bàn chân trước và đầu gối chân sau. Lệnh sẵn sàng. Người chạy dần chuyển trọng tâm về trước, từ từ nâng mông lên bằng hoặc là cao hơn vai. Hai vai nhô về trước và xuất phát từ 5 đến 10 cm. Mắt nhìn về phía trước. Có 4 điểm tựa trên cơ thể chống trên mặt đường chạy là hai bàn tay và hai bàn chân. Giữ tư thế đó để sẵn sàng xuất phát. Lệnh chạy thì người chạy đạp mạnh hai chân, đẩy hai tay rời mặt đường chạy. Đánh tay ngược chiều với chân. Chân sau không đạp hết, mau chóng đưa về trước để hoàn thành bước chạy đầu tiên. Chân trước đạp duỗi thẳng các khớp, rời khỏi bàn đạp, ngay lập tức thì đưa về phía trước để hoàn thành bước chạy thứ hai. Các em sẽ xem hình ảnh minh họa của kỹ thuật xuất phát thấp. Thì các em chú ý nè, chân thuận đặt ở bàn đạp phía trước, chân còn lại đặt ở bàn đạp phía sau. Chân phía sau chúng ta khuỵu gối chạm mặt đường. Hai tay đặt sát và xuất phát và chống trên các ngón tay. Khi nghe lệnh sẵn sàng, nâng mông của mình lên ngang vai hoặc là cao hơn vai. Lúc này cơ thể chúng ta sẽ có 4 điểm tựa, đó là hai bàn chân và hai bàn tay. Mắt nhìn trước. Về phần dặn dò ở nhà, đối với bài thể dục, các em sẽ tự luyện tập ở nhà các nhịp mới học từ 26 đến 35. Các em sẽ tự tập luyện hoàn thành bài thể dục từ nhịp 1 đến 35 ở nhà. Về phần chạy ngắn, các em sẽ đọc kỹ lại phần lý thuyết để nắm được 3 hiệu lệnh được sử dụng trong chạy ngắn. Đến đây thì bài học của chúng ta đã kết thúc. Cảm ơn tất cả các em đã chú ý lắng nghe. Thầy xin chúc tất cả các em và gia đình sức khỏe. Xin chào tất cả các em.